Em tên là Hương đúng không? Lương à, em tên là Lương, xin lỗi, em tên Lương. Lương ơi, bây giờ chị là Lương. Bạn quen ngồi đâu đâu? Bạn quen ngồi đâu? À bên đó mà. Quý thầy cho Lương một chấm ra đây, được không ạ? Quý thầy nói quý vị. Bây giờ anh nói Lương cái này nha. Là bài hát này nó buồn lắm. Mặc dù đã thấy mặt em rất là tươi, nhưng mà anh muốn là khi mặt em run không? Em run lắm ạ. Không giờ đừng có run nữa nha. Bây giờ em cố gắng giúp anh Trường. Bây giờ đừng có cười nữa. Mà em thấy buồn, thật là buồn. Tại đúng là anh Trường buồn lắm. Mà anh nói nghe nè, ở đây rất là có nhiều bạn trai, rất nhiều bạn trai rất là gai lăng, rất là đẹp trai mà. Nhưng mà đừng có nhìn họ nữa. Em nhìn anh thôi, được không? Em nhìn anh thôi nè. Nhìn cái mắt anh nè. Ok. Bắt đầu buồn nha. Xin phép quý vị nha. Một ca khúc là rất là tâm trạng nè. Và khi diễn em cũng là Lương sẽ cùng diễn lên trường ca khúc này với khúc này tên Nhớ Em. Xin phép quý vị nha. Bắt đầu không cười nữa nha. Anh cũng không cười nữa thôi. Khi em còn ở đây không? Giờ đây ở hai phương trời xa lạ, mọi người đều có một cuộc sống riêng. Giả sử như tình cờ một ngày nào đó chúng mình gặp lại nhau, nhưng có còn có những ngày nào không? Hay là chẳng biết nói gì hơn? Nhưng giờ đây Lương sẽ thấy rằng ai sẽ đã đổi thay hết, đã đổi như hơn bao giờ hết trong lúc này. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều ạ.